Xin chào các anh chị, xuống Vui Sơn miền Nam của công ty Taisun làm cái video này so sánh giới thiệu đến cho các anh chị hai cái đồng hồ chỉnh áp lực hơi của Anetwata. Bên tay trái màu đen là model AJR-02S-VG, còn model bên phải bằng kim loại màu bạch kim thì là model AJR-02L-VG. Đó, điểm khác biệt của hai model này nó đến ở những đặc điểm sau. Thứ nhất, với model AJR-02S-VG thì đây là model ưa chuộng nhất của Iwata, lý do vì độ chính xác cao cũng như là giá thành của nó hợp lý, nó rẻ hơn cái đồng hồ nó rẻ hơn cái đồng hồ kia. Thì chúng ta lắp đặt đơn giản mà thôi, ren 1/4 gắn vào đây. Đó, xong rồi. Và chúng ta sẽ chỉnh cái núm vặn này. Đó, chỉnh cái núm vặn này. Thì model này ưu điểm của nó là giá rẻ, nhớ anh em tiếp cận được. Giá cả hợp lý, nhớ anh em tiếp cận được. Đó. Còn lại thì cái đồng hồ này thì nhỏ gọn hơn. Nó có nhiều ưu điểm hơn cái đồng hồ S-VG kia. Điểm thứ nhất là nó nhỏ gọn hơn, gắn vào súng nó nhẹ hơn. Đó. Cái đồng hồ này thì là 120 gram, và cái đồng hồ này là 95 gram, nó nhỏ gọn hơn. Đó, đây là ưu điểm thứ nhất. Ưu điểm thứ hai của cái đồng hồ này nó đến từ việc là gì, nó có một cái ngõm xoay tự do chống rối dây. Ví dụ như các anh chị có thể thấy này, khi chúng ta lắp cái đồng hồ này vào rồi, gắn chặt ren đây rồi, thì cái phần này không thể xoay một cách dễ dàng nữa, nó đã cố định chặt lại rồi. Thì trong quá trình sử dụng của mình nó có thể gây rối dây trong quá trình mình thao tác, đúng không ạ? Nhưng với cái đồng hồ này, khi chúng ta đã siết chặt rồi, ren xoay 360 độ luôn, trái phải, phần này không lỏng. Đó, ren xoay trái phải đẹp luôn. Rồi, đấy là ưu điểm thứ hai. Ưu điểm thứ ba của model này đó là các cái núm chỉnh được tinh chỉnh rất là gọn gàng và nó có khác biệt một chút. Đó, những cái phần này của mình là chúng ta xoay và chỉnh thôi, và nó có thể bị dịch chuyển nếu mà lỡ chẳng may chúng ta quẹt tay qua. Nhưng cái này thì nó sẽ có cái chốt hãm ở đây. Đây, các anh chị nới ra này, đó, chỉnh áp lực hơi theo nhu cầu mong muốn này, sau đó siết chặt cái chốt hãm lại, giữ cố định, thế là xong. Đó, nhưng tuy nhiên thì model này thường không được phổ biến, lý do vì giá nó cao hơn so với model kia khoảng 5 đến 700 nghìn, nhưng mà giá cao nhưng mà nó sẽ đi kèm với rất nhiều những cái ưu điểm của sản phẩm. Rồi, cảm ơn các chị đã theo dõi video.